Rồi. Em xin chia sẻ xíu nha. Con xin chia sẻ xíu nha bố, rồi để lát nữa bố vô nói luôn nha bố. Rồi, nói đi. Em thấy là như thế này nè, là báo chí cách mạng Việt Nam á, từ xưa giờ nếu thật sự là nguồn gốc mà chúng ta coi những cái tờ báo đúng chất là của nhà nước, của đảng á, thì có rất nhiều cái gọi là những cái tiêu chí đàng hoàng, ví dụ như là phải là trung thực nè, không, và phải có mang tính nhân văn trung thực như vậy đó. Đó thì em có cảm giác là càng ngày về sau mấy anh, em cả có cảm giác hình như là những cái tờ báo sau này, nhất là những bờ báo tư nhân á, nó không còn làm như những cái tiêu chí như ban đầu nữa. Nó có cái gì đó rất là lệch chuẩn. Mình không có báo tư nhân. Thông tin như là mình chưa có báo tư nhân. Biết có Tuổi Trẻ cũng thuộc Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh niên thì em thấy cái kiểu giống như cái kiểu mà cơ quan tư pháp thành phố. Kiểu giống như báo Gian đồ, Gian TV à chứ bố. Mấy cái báo mà nói về giải trí ấy, em thấy là như không ổn. Cao, có cái bài gì đó mà không ổn. Mày đưa gì vậy hú? Nhân danh thế. Đúng rồi, mình bây giờ báo Quân Đội Nhân Dân, báo Nhân Dân, mấy cái tờ báo đó mới gọi là báo chí. Dạ đúng rồi. Vâng, con đang mở cái mà vụ kia thì hồi nãy là em muốn hỏi anh Nam Phong á, là cái vụ là cái tay hiện này á, viết cái bài đó dựa trên cái cơ sở là một người bạn làm ở bệnh viện chia sẻ những cái nội dung như vậy hay là không, em muốn xác định ở chỗ đó. Ví dụ như là viết cái bài cái chưa rõ lắm đó. Em nắm rõ thì em chia sẻ đi. Chia sẻ cái này mới là ghê nè. Tao không biết cái thằng nào viết cái bài này, mà cái bài này sẽ đăng lên, nó chắc là tin chuyên giả, nhưng mà tao đăng lên chỉ em đấy. Chích liền. Bây giờ tao chạy lật chạy về liền, chạy về gấp đủ á, mày thấy không? Rất ư là VNXS hả chú? Đúng rồi, VNXS mà cái này chắc giả quá. Trời. Nhưng mà bố đọc trực tiếp ở trên báo hay là bố lượm ở trên mạng chúng nó thay đổi ấy đấy. Cái trang giả thì nó can thiệp vào Photoshop rồi chú ơi. Vụ này cái trang á, vụ này căng lắm. Không. Cái trang của chính phủ còn làm giả được mà. Ý tao muốn nói cái điều này là ngay thời điểm này là tất cả mọi người đều lầm tưởng là tin giả với tin thật nó lẫn lộn được nhau. Chứ ta không có nói là không. Ở đây có những thành phần khác ý, mà những cái thành phần coi như là những thành phần coi nhà kêu báo này kêu báo đời ấy, chứ không phải là báo nhà báo đâu nghe, báo đời ấy, chứ là vì đó. Rồi nó nói một có một cách như vậy, khoan chờ chút đấy, con đưa lên màn hình rồi đấy. Nhà cái này là này là không mà đọc cái tích là biết thằng này cái báo này xàm rồi. Mệt quá. Nanocovax là vaccine của Việt Nam mà. Nó muốn hạ uy tín. Đây là có nghĩa là như vậy, có nghĩa là ý tao muốn nói đó, cái cục thông tin văn hóa báo chí gì đó họ không có làm dứt khoát, và họ không có một cái gì gọi là mạnh dạng để chế tài coi những người hàng ký giả cà chớn đây. Tức là ở đây nó có ta đã từng nói rồi, kể cả vấn đề nghệ thuật vào kể vấn đề báo chí á, thì tụi nó đã len lỏi vào đó cách đây, tao nói đây cả năm trước rồi, cho tao không phải mới nói đây. Tao với thằng Phú thì mấy thằng già tao ngồi bàn tới nó cực kỳ quá, nó có những cái kỳ kể bên cục nghệ thuật và kể bên kể hình như là chúng nó đã lòm, nó đã len lỏi vào đó và nó phát tán và nó làm bậy bạ. Thì tao muốn nói là những người giữa cục đó, những người cũng đã không có quyết đoán và họ không có mạnh tay. Mày thấy không? Vẫn có những hàng nhà báo tài chế mà không bao giờ họ trừ khử. Có nghĩa là vậy. Tất nhiên là như báo gì, báo Hiển, báo gì, báo đời, báo gì đó đủ gặp mà. Tao mà làm ví dụ như tổng biên, tạo dịch, tổng giám đốc cái gì đó, đại bà cục báo chí gì là đủ, mới là chặt mẹ nó hết rồi. Chứ không phải để nó giỡn nhơ vậy. Nó bây giờ mình là người dân mình có quyền nghi ngờ, hầu như là trong cái tổng cục báo chí hay tổng cục nghệ thuật gì đó, hầu như là tụi nó cũng có cái đám mà có thường bệnh phản động mà nằm trong báo cáo rồi, có thể len lỏi vào đó rồi. Và lần lần mình phải nói một cái câu này, dần dần người ta sẽ lộ liệt ra. Mà cái công này tao cũng chẳng biết gì đâu, nhưng mà cái điều đó phải công nhận đây này, khi mà bức xúc vào những cái chuyện việc mà có gì riêng tư của tụi nó tự động nó lòi ra. Đây là cũng là một cái công của bà Nguyễn Phương Hằng. Ta nói hẳn về tôi đúng không? Tao không biết bả là ai,
nhưng mà cũng bả mày lên thì có cái thằng giữ cái đám nhà báo mà nó hùa hay bên kia nó công kích bả, nó mới lòi ra, nó mới lòi ra. À, rồi mới đi cùng nghệ thuật cũng vậy, để danh nghệ sĩ cái chó gì đó. Thì bây giờ ta mới nói với nghe là ở đây dạ, có nhiều cái rất là hay á. Đó, nguồn tin rất là mất dạy, mà thấy rõ ràng không đủ, bên nhà sản xuất thông báo nano Covax đặt cho tiền hiệu quả kích thước dương vật lên 90%. Đù quá, cái nhà báo nào mà đàng hoàng mà ta giết nó dễ bao giờ. Rõ ràng. Cái tựa này, cái tựa này, tựa này chắc nó sửa. Có khả năng nó sửa cái tựa này chứ. Anh Phong, nếu như là một cái người mà thiếu hiểu biết á, khi mà đọc cái tựa này thì theo anh người ta có chích vaccine nano hay không? Em hỏi anh á. Có chứ, nam giới là chích hết chứ. Chích hết. Nam giới chích hết. Bố cầm bối còn đang gọi là bối bay về Việt Nam để chích nữa kìa. Thật ra chỗ này anh cầm là có những bài báo này thật sự ra là có những cái nhiều anh Mỹ, bên Mỹ anh cũng biết, và nó có những cái bài, những cái tin, những cái Facebook mà nó đưa ra y như thật hết, về nó nói kể cả ngày hôm nay mà nó bảo rằng là ông Trump sẽ là cái người lãnh đạo đất nước nước Mỹ. Thì thực chất là chỗ này là nhà nước mình á, những cái tin này tôi bảo đảm là nhà nước nắm rõ hết, nhưng mà kẹt cái là cái bộ này nó đang ở nước ngoài, bảo đảm là những cái bài mà những cái trang giả này hay là những cái bài viết này là hoàn toàn là những thằng ở nước ngoài hết. Cho nên tao đồng ý với mày điều đó, nhưng mà cái thứ hai nữa có nghĩa là những cái nhà báo mình, tao thì không biết gì cộng sản không biết, nhưng mà tao nói là những nhà báo này là vừa, nếu mà nằm ở trong nước á, những tờ báo chính thống hoặc chặt là Nhân Dân là họ hầu như là bị biến chất, và họ bị vì tham tiền, chỉ có đồng tiền gửi vào chừng 500-700 đô hoặc 1000 đô là nó biến thành công cụ ngồi viết rất là nguy hiểm. Nó chỉ cần sửa một hai chữ trong đó và cái nghĩa nó khác rồi. Vì chỗ đó thành ra tao nói thật sự là giống như kiểu như mà thấy không, nó dựng chuyện lên mà cái thằng bác sĩ khoa thiết kia tao không nghe đó, mà nó dựng chuyện y như thiệt mà người ta không có hiểu biết, hay là bắt đầu người ta khóc lóc, người ta than vãn, nó sâu tội nghiệp quá thì chưa chắc thấy đủ thứ thế đó nè. Trời ơi khổ lắm, nó rất là nguy hiểm. Bố cầm để cho nghe cái đoạn này, nano Covax của Việt Nam hơn 30 nước đăng ký để sản xuất rồi này. Thôi được rồi, thấy vậy là quá mừng rồi. Có nghĩa là hiện giờ Việt Nam mình coi như có cái vaccine nano Covax này là quá trời là đã rồi. Có nghĩa là đất nước mình là người dân được cứu rồi, cũng không lệ thuộc vào những cái vaccine của Mỹ, Trung thì tùm lum tà la trên thị trường mà đang ngồi cãi cọ ì xèo, đang tranh giành như là đứa này xuyên tạc, đứa kia xuyên tạc. Bây giờ kiểu như là ta về là tắm ao ta thế thôi. Đấy là rất là tốt. Đó thì quá là hay rồi. Mình không có không bàn cãi nữa. Mà con nói thằng Tân Thái nó cười, kêu con nói xạo bố. Tân Thái nó cười. Ôi trời ơi, cái thằng tao nói mày, cái đầu tụi nó là cái đầu tàu hũ mà hơi chiếc đầu vào cải lít thôi. Yeah. Mày thấy có bao giờ khi nào tao nhắc tên nó không? Yeah. Như còn hôm bữa con nhánh con còm á kêu anh Tân Thái cho em lên em chia sẻ cái clip này, các anh chưa bao giờ được nhìn thấy đâu, chưa bao giờ nghe luôn, nó có giá trị lắm. Bố cầm chia sẻ về cái vaccine thì đang chủ đề của Nguyễn Văn Hiển, thì thôi con cũng chia sẻ một cái vấn đề nhỏ về cái vaccine này một chút rồi chúng ta lại quay lại cái chủ đề chính nha bố cầm nhá. Thì rồi. Con biết rằng là như Việt Nam chúng ta là một cái nước cái đại loại là nó chỉ mới phát triển, chưa có cái tiếng nói quá lớn và cái vị thế quá lớn trên quốc tế, cho nên là cái vaccine của chúng ta phát triển đến lúc như thế này thì theo con những cái vaccine mà đã được phê duyệt từ trước ấy, như của Mỹ, của Anh, của EU ấy, thì họ mới chỉ thử nghiệm đến cái giai đoạn 2 là họ đã ký quyết định cho ra thị trường với bố cầm ạ. Nếu mà chúng ta mà có cái vị thế hay cái tiếng nói hay là có cái trọng lực lớn thì con nghĩ là cái vaccine của chúng ta đã được phổ biến trên thế giới rồi. Nó là cái chủ nghĩa vaccine mà những cái nước kia nó chèn ép, nếu mà chúng ta phải đúng quy trình, nhưng còn chúng ta không thể thiếu một cái quy trình nhỏ nào được. Thế nhưng mà như Mỹ đấy, ông Trump ông ký quyết định ngay là phải tung ra, trong khi mà chính công ty đấy họ cũng còn chưa muốn tung ra, họ còn phải muốn thử nghiệm cái giai đoạn cuối, đúng không? Bố cầm trốn rồi à? Đấy, cho nên là cái chuyện vaccine thì
rất mừng là Việt Nam đã thành công, thì chắc là giữa tháng 8 này thì sẽ đạt tiêu chuẩn của WHO và tiêu chuẩn của Việt Nam thì sẽ được đưa vào trong cuối dịp cuối năm nay thì rất là tốt. Đúng rồi. Bây giờ cái đó là coi như là người dân bây giờ đang trông chờ. Bây giờ thì hôm trước thì tao cũng lên nói bây giờ các trong tình trạng cấp bách á, thì chỉ khuyên người dân là không nên lựa chọn bất cứ một loại vaccine nào, kể cả ở Trung Quốc, kể cả Mỹ, kể cả Anh, kể cả Pháp, bởi vì khi mình tiêm vaccine vào thì nó cũng giống như là một cái áo giáp, nó không thể nào nó có thể là không thể nào là 100%, tệ lắm nhưng mà nó cũng được 70% để nó bảo vệ mình, để cho nó bớt. Nhưng mà bây giờ tới cái giai đoạn này thì mình thấy là Việt Nam mình đã phát triển thành công, và hầu như là cái điều đó có thể xài trong Việt Nam không hết, dư giả thì lại cung cấp cho thế giới, ví dụ các nước của mình châu Phi hoặc là những bên loại những nước thiếu nhiều lắm. Nghe nói hồi nãy đó cả mấy chục nước đăng ký để mà đăng ký trước luôn. Nó nói là cái điều đó rất là đáng mừng. Mấy chục nước đó là đăng ký để mà được chuyển giao công nghệ sản xuất, còn những nước đăng ký mua thì con nghĩ là nhiều lắm bố ạ. Thì sao chúng ta không cung cấp đủ thôi. Đó là cái này. Nhưng cái điều tôi muốn nói, chẳng như cái like của bài hôm nay, tôi muốn nói là cái điều này có nghĩa là tôi muốn là chính phủ Việt Nam là phải đè đầu tất cả những cái thằng mà liều báo, có nghĩa là những cái là thằng mà được má lợi dụng cái ngồi viết những cây bút mà viết xuyên tạc, viết sai đây. Rồi nó có những cái mà hầu như ta thấy như nhà nước mình có vẻ chậm chạp trong cái vấn đề, coi như bởi vì truyền thông về báo chí á, nó rất là quan trọng và nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà để nó cứ tự tung tự tác mà thấy rõ ràng không, cái hạn như thằng bác sĩ Khoa, rồi bởi vì ký giả về một nhà báo Hiền, rồi bây giờ nó mới thành ra có về nhà báo gì đâu, cái gì đó, đại khái là viết những cái mà còn xuyên tạc hoặc là châm biếm là kia là phải diệt trừ ngay tận gốc, biết cần là đuổi khỏi cổ luôn, không có phạt quyết gì, 5 triệu phạt cái gì không, đánh đổi cả một sự nghiệp của nó hẳn là vậy, cho nó đi về giường rượu quá nó cấm câu, không có đi câu ra ngoài đường nó gặp rượu hoặc cái câu cá nó ăn rượu vậy đó, chứ không có cái chuyện mà phạt tiền mà 5-3 triệu trừ 10 triệu mấy triệu tao nó cứ vậy. Mày phạm lỗi lầm ta cảm thấy là nó ảnh hưởng đến cả của cộng đồng hoặc là cả của đất nước là ai đó, đủ cặn khổ, đủ phải dục dùng ra. Đúng rồi, bốc hồng rồi, đúng. Đó thì đấy. Ngay như cái vaccine của Mỹ, của bố đấy, ông Chu ông ký tắt luôn, bắt phải đưa ra trước khi hoàn thành thử nghiệm đấy. Nếu Việt Nam mà có cái đủ cái sức mạnh như thế thì cái vaccine của Việt Nam đã được ra đời lâu rồi. Vòng lại cái chuyện, tất nhiên là những cái vaccine của Mỹ rồi nè, nó chưa FDA chưa chuẩn thuận lắm đâu, cái là cái đại khái như bởi vì trong tình trạng quá cấp bách, có nghĩa là thử nghiệm rồi, tại vì nó tàn ở nước Mỹ này là cái con virus nó tàn phát nhiều quá, ngay bây giờ nước Mỹ cũng là đứng nhất, vì chỗ đó những cái vaccine của Mỹ có tính cách là tạm thời, ứng cứu tạm thời thôi, chứ không có tính cách gì thì cách ăn cả. Nhưng mà nó đồng ý là nó cũng áp phê, nó cũng có ngăn ngừa được chút ít. Ở Mỹ này bây giờ có nhiều người chích 2 mũi mà vẫn bị lây nhiễm như thường, vẫn mắc quan mắc quải như thường, nó không có chết nhưng mà nó cũng tê liệt đời ta, hiểu không? Có thể chứ không phải đâu, chưa có cái nào chưa, đúng rồi, chưa có cái gì mà tổ chức y tế thế giới chấp nhận hết đó. Thành ra vì chỗ mà nó cấp bách quá đi, dụ cho thành ra giờ anh dùng trước anh xài tạm thôi, nó hẳn là vậy. Bây giờ thì có Việt Nam mình là nhận thức được vậy quá mừng rồi, đâu có nói cái điều đó mà cái nỗi mừng vui của người Việt mình nó hẳn là như vậy. Rất là vui mừng trên cái vấn đề đó. Và cái điều tiên quyết đó, bây giờ trong cái thời gian mà Việt Nam mà đang chống dịch, đang căng mình ra chống dịch, thì có những cái thằng báo chí, những cái thằng liều báo, những cái thằng cà chớn, cô giáo, ca viết gì đó phạm tội là ai hấp đủ đi vô, bởi vì anh mình tích trữ như giống như là người chiến tranh vậy đó,